Rồi con có múa không, có thớ không? Dạ con được nhớ làm như con xin kể mỗi lần đầu. Chắc là cũng múa thớ rồi. Dạ thưa cha, con là mẹ hiện 19 năm. Con là hiện 19 năm. Không còn con, giờ con Giê-xu, con cái gì? Xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con ấy đã được có bao 8 tháng rồi. Con bị hiếm muộn bao nhiêu năm? 19 năm. 19 năm. 19 năm và bạn đã đến đây cầu nguyện và bây giờ đã có bầu được. Dạ, được 8 tháng. Được 8 tháng. Hallelujah. Rồi sao mà bạn biết hai bạn là người có đạo hay? Dạ, theo con đồng gốc ạ. Dạ, con chào con cùng đồng gốc ạ. Dạ, rồi con vào đây, rồi con xin được rồi chồng của con cùng bị bệnh phổi, một bên là bị nát. Còn một bên là bị dẹp phổi thì con đưa chồng con lên bệnh viện nói là giờ con phải nhập viện để cứu chữa nhưng mà phần đa là cô chắc phải chết. Nhưng mà con nói theo bác sĩ nói là thả rằng mà bổ sống còn chết là em thứ nhất là không có tiền, thứ hai là cô đơn con người là một mình con. Dạ, cuối cùng sao con mà không nhập viện, con đi chồng con 2 ngày 2 đêm đi về Hà Tĩnh, đến lúc ra bệnh viện Hà Tĩnh Chúa đã bác sĩ nói là chồng đã chết không còn gì nữa, có cha xứ thì con cứ mời làm thủ tục bên đảo đi. Thế con cùng xin số điện thoại là con nhờ cha đến sức dầu xưng tội cho chồng con, đến lúc chồng con được khỏi bệnh rồi cha. Con chết không? Dạ không, cho cha giờ khỏe rồi. Con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cùng. Vâng, thế cha một người 19 năm hiếm muộn, bây giờ đã có thai được 8 tháng. Để cho tặng con cái máy 300 bài giảng. Con biết máy để làm gì không? Dạ con để thường xuyên nghe con. Ai nghe? Dạ con nghe rồi. Và ai nữa? Dạ con của con nghe, chồng con nghe nữa. Rồi cái đứa con của con ở trong bụng á nha, mở cho nó nghe những tiếng ru của những người mẹ, thay bằng đó là những lời rao giảng lòng Chúa thương xót. Để gửi tặng cho chồng con, người mà đã tưởng rằng đã chết mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay vì nhờ quyền năng lòng Chúa thương xót, nó quá lòng Chúa thương xót. Còn con